các bác đang tìm một mẫu điều hòa tặng chọn gói công và tôi đã đặt giá chỉ dưới 6 triệu thì bác qua ngay siêu thị điện máy Ecomart với địa chỉ là km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh, lựa chọn cho mình ngay mẫu này, mẫu điều hòa 9000 của dòng Furiki với mã sản phẩm là HSC09TMU. Mẫu này thì tại siêu thị điện máy Ecomart có xuất xứ tại Thái Lan hoặc Malaysia, bảo hành cho các bác là 2 năm toàn máy và 5 năm cho bài lén. Với thiết kế của sản phẩm được bo viền bằng một lớp màu bạc. Ngoài ra sản phẩm sẽ là dòng chất liệu là nhựa bóng nha các bác. Chất liệu là nhựa bóng ạ. Mẫu này thì có làm lạnh nhanh cho các bác. Ngoài ra thì với cái mẫu giá rất là tốt chỉ 5.770.000 là các bác đã được tặng chọn gói công và vật tư lắp đặt theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất rồi. Mẫu này thì các bác sẽ lắp cho phòng dưới 15m2. Ngoài ra các bác có thể chọn thêm một mẫu nữa dưới giá dưới 5 triệu đồng, đó chính là một mẫu điều hòa Capper hoặc là mã Capper ạ. Mã Capper thì nhựa của nó đây ạ, em sẽ bóc cho các bác xem. Nhựa của nó cũng là dòng nhựa nhám nha các bác, nhựa nhám nha các bác. Dòng của Capper là dòng nhựa nhám như này với mã sản phẩm là LC09FF33. Mẫu này thì sẽ xuất xứ tại Thái Lan, bảo hành cho các bác là 3 năm toàn máy và 5 năm cho lốc máy. Mẫu này cũng là dòng 9000 và sẽ lắp cho cái phòng là dưới 15m2. Mẫu này thì bên em đang chạy khuyến mại cho các bác chỉ rơi vào tầm 5.970.000 cũng tặng chọn gói công và tiếp đặt ạ. Bên cạnh những cái mẫu này thì còn có rất là nhiều các mẫu khác có giá dưới 5 triệu đồng thì em xin phép là quay ở video tiếp theo. Thì cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.